Xin chào Chí Linh, xin chào quý vị khán giả của Thăng Long TV Go. Hôm nay tôi đang có mặt tại Chí Linh để vào thăm đền thờ Chu Văn An, một ngôi đền rất nổi tiếng tại Chí Linh. Đền thờ thầy giáo Chu Văn An, điện Lưu Quang. Rất là nhiều du khách đến đây. Hôm nay là ngày nghỉ nên ở đây có rất là nhiều các trường học đến đây để dâng hương. Đấy, đến đền thờ Chu Văn An thì ở đây này bán rất là nhiều sách bút này để cho đấy, cho các du khách ở đến đây mua về để viết cho nó đẹp, học cho nó giỏi. Và đây thành tâm thì tùy các bạn, các bạn nên xem đến một bút hoặc một vở gì đấy, có 5 đến 7 nghìn. Ngôi đền rất là cổ kính. Đây chính là đền ngay ở đầu vào đền Trình. Một câu nói của Chu Văn An rất nổi tiếng là ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được. Đó là một câu nói của thầy giáo Chu Văn An rất nổi tiếng. Trên rừng thông rất là mát, có rất là nhiều tiếng chim kêu, một không gian rất là tĩnh mịch. Gốc tích là ở đây là nó. Gốc tích ở đây. Cây dưới ở đây có một cái nhà ngày xưa là nhân dân, chỉ là nhân dân người ta lập lên thôi. Dạ. Có một bà nằm mê. Thế nên là bà đấy kêu gọi mọi người trong làng là xây lên một cái nhà, một cái ngôi đền nhỏ đấy. Đền nhỏ. Vâng, để thờ thầy. Dạ. Và đến năm 20 đến năm 97 thì bắt đầu là xây đền chính. Và 2007-2008 thì bắt đầu là khánh thành. Vâng. Đây là bây giờ mới có cái khuôn viên đẹp như vâng này. Vâng ạ, có khuôn viên đẹp như này ạ. Cũng là để đúng rồi, trùng tu và để khuôn viên đẹp như này cũng là để giáo dục ý thức cho các thế hệ mai sau về giá trị lịch sử của người Việt Nam và giá trị nhân văn của người Việt Nam. Đó là lòng hiếu học và ham học của người Việt Nam. Nên là mọi người sẽ biết được thêm một địa điểm mới ở trong Chí Linh này, là có Côn Sơn. Ngoài Côn Sơn Kiếp Bạc ra thì có đền thờ Chu Văn An cũng rất là đẹp và rất là ý nghĩa tại nơi đây.
Đây là những đồ vật tái hiện lại của các sĩ tử ngày xưa khi đi thi. Có rất nhiều bài thơ hay ở đây. Nói đến Chí Linh, nói đến Côn Sơn thì ở đây có rất là nhiều thông, rừng thông vi vu trong gió. Một không gian rất là thích. Đây chính là những địa điểm mà để cho các thế hệ học sinh mỗi một lần đi thi cử thì thường người ta đến để dâng hương và xin cho cầu xin để thi cho nó thành đạt. Đây là hình như là chiếc ghế của coi thi ngày xưa. Đấy. Một không gian rất rộng lớn nằm ở ngọn đồi này. Thế các chị hôm nay đi lễ hay là đi xin thi đây? Đi lễ. Đi lễ à? Thích nhờ, hôm nay thời tiết đẹp đúng không? Đấy. Rất là nhiều du khách đã bắt đầu là đi du lịch và đi vãn cảnh. Thích quá, mỏi chân quá, bé đi mỏi chân quá rồi, bố phải cõng lên. Đấy, đây cũng là một hình ảnh rất đẹp của người Việt. Rất thích luôn rồi, béo này. Đấy. Đền thờ Chu Văn An, đây là lối đi lên. Lên trên này rất là mát, cực kỳ mát luôn. Nằm ở trong khu rừng. Nghe thấy tiếng gió reo rất là thích. Đây chính là cổng chính đi lên ngôi đền thờ Chu Văn An. Rất đẹp. Các bạn trẻ này thì leo chuyện bình thường. Xây bằng đá, những bậc thềm bằng đá. Chị ơi, còn lên cao không? À. Hai cây nữa. Ôi. Nằm trong khu rừng thông của Chí Linh thì đền thờ Chu Văn An với một không gian rất đẹp và tĩnh mịch. Tiếng thơm của ông đời đời còn mãi. Sự nghiệp của ông cao như ngọn núi Chí Linh, dài như nước sông Thanh Đàm. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Đó là câu nói của vua, của thân nhân Trung. Non nước Chí Linh một bầu trời, dựng nhà tiên sinh đến nghỉ ngơi. Cảnh đẹp lân hoàng dâng hiến lại, dấu thiêng long hổ áng mây trôi. Lấy đức thắng người là mạnh, lấy của thắng người là hung, lấy sức thắng người là mất. Đó là câu nói của Chu Văn An. Khung cảnh rất đẹp. Vâng, và trước mặt tôi đây chính là đền chính, đền thờ Chu Văn An. Sư trọng đạo đó là một trong những nét đẹp văn hóa học hành của người Việt Nam. Đấy. Ngay ở trước đây là có một chữ học. Sư
trọng đạo, không có thầy đố mày nào nên. Chuẩn là như thế. Đây chính là cái tấm bia. Và cuối cùng tôi cũng đã leo được lên trên đỉnh cao nhất. Ngôi đền được tọa lạc ở ngay ở lưng chừng ngọn đồi này, ngọn núi này. Rất là đẹp luôn. Đang là mùa hoa của hoa ngọc lan nên rất thơm ở trong các ngôi đền, ngôi chùa người ta trồng rất nhiều loại hoa này. Nếu mà quý vị nghe ca khúc Hương Ngọc Lan thì đây chính là loài hoa đó. Lên tới đây cũng bắt đầu thở rồi đấy. Đứng ở trên này thì nhìn toàn cảnh không gian núi đồi của Chí Linh rất là đẹp. Cái view đẹp nhỉ anh à? Yeah. Nhìn ra nó như kiểu đúng là cái đoạn kia là đoạn vắng núi. Cây hoa đại bên cạnh em nở cũng rất là đẹp. Gian phía trong của ngôi đền này. Kiến trúc rất là đẹp, sơn son thiếp vàng. Chính là phía đi lên trên của khu lăng mộ của Chu Văn An. Mảnh đất Chí Linh này là một cái mảnh đất rất nhiều hiện tại nhiều người có công trạng cho đất nước về khu vực này. Ngôi đền này được xây dựng từ lâu chưa? 2018. 2008. 2008 mới khánh thành. Hay là lúc đấy mới xây dựng? Lúc mới xây dựng. 2018 mới xong thôi. Còn trước đây là mộ của cụ là phát hiện ra là ở đây từ lâu rồi. Ở trên. Dạ vâng. Mộ thấy giờ đẹp lắm. Mà thế tổng diện tích của khu này nó rộng không? Bà làm thấy hơi nhường nhằn mà không biết không bao. Rất là rộng, nằm ở giữa rộng. Cánh rừng và 30 mấy ngọn núi. 30 mấy ngọn núi. Nên là nhà nước và nhân dân cùng gây dựng lên để làm đền thờ của thầy.
đó là cái gọi là tôn sư trọng đạo. Đấy. Ý nghĩa của người Việt đấy. Ý nghĩa của tôn sư trọng đạo của thầy giáo Chu Văn An. Cháu xin cảm ơn cô. Có rất nhiều các bạn học sinh đến đây để chụp ảnh làm lễ ra trường. Hy vọng rằng là tất cả những thế hệ trẻ của Việt Nam như này sẽ phát triển rất tốt. Một lần nữa xin kính chúc quý khán giả của Thăng Long TV Go mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình sau.